Trong lịch sử Việt Nam kể từ năm 1975 đến nay, Đoan Trang có lẽ là một trong những nhà báo có ảnh hưởng nhất, một trong những nhà hoạt động dân chủ hiệu quả nhất và là một trong những người Việt Nam can đảm nhất mà chúng ta có. Tôi yêu mến, cảm phục và ủng hộ Phạm Đoan Trang không phải chỉ bởi vì Trang là một người bạn đồng môn, mà còn vì tất cả những hy sinh to lớn mà Trang đã chấp nhận để truyền tải kiến thức đến cho cộng đồng thông qua công việc viết sách, làm báo, xuất bản sách của mình. Các việc làm của Phạm Đoan Trang cũng đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận, trong đó phải kể đến giải thưởng Unpack 2019 do tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao tặng. Tôi biết chị Phạm Đoan Trang là một nhà trí thức yêu nước. Chị có ảnh hưởng rất lớn đối với phong trào đấu tranh dân chủ của người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước. Chị Phạm Đoan Trang đã viết rất nhiều sách để cổ suý cũng như bảo vệ các quyền con người cũng như thúc đẩy các quyền tự do chính trị của người dân Việt Nam. Thì chúng tôi đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng công an, côn đồ, viện kiểm sát, tòa án bắt bớ đánh đập, đặc biệt là tôi và cô Phạm Đoan Trang đều bị đánh gãy chân. Là một người trẻ tuổi với khả năng suy luận dựa trên nền tảng đấu tranh hòa bình, chị đã làm lan tỏa rất lớn tinh thần dân chủ và tự do cho nhiều người dân Việt Nam. Đoan Trang vì lên tiếng cho những người cùng khổ, vì đòi hỏi cái quyền được mở miệng của thường dân và vì truyền bá những tri thức chính trị rất căn bản mà bị tù đày. Và hiện tại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang dùng một điều luật hết sức là mơ hồ để nhét cô Trang ở trong chốn ngục tù. Thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền, đặc biệt là vi phạm đạo đức của con người. Chính vì vậy, Phạm Đoan Trang phải được trả lại tự do để chị tiếp tục thực hiện công việc của mình. bảo vệ Đoan Trang không chỉ là bảo vệ một nhà báo, một nhà hoạt động mà còn là bảo vệ những giá trị con người, những giá trị nhân văn rất căn bản.